Audio Jungle. Các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Trên tay mình là một cái thiết bị dùng để điều khiển cái kính của cái cửa xe ô tô. Thiết bị này mình sẽ chế thêm vào cái ô tô để nó có cái thêm chức năng cho cái điều khiển cái kính của cái cửa xe. Theo như thông tin của cái nhà phân phối thì cái bộ này nó có thêm các tính năng. Đó là mình sẽ điều khiển cái kính của cái cánh cửa xe qua cái chìa khóa này. Như là xe mẹ ấy, mình bấm lì cái phím mở cửa này thì cửa kính nó sẽ hạ xuống, cả bốn cánh nó hạ xuống. Tương tự như vậy, mình bấm cái giữ lì cái phím đóng cửa này thì cả bốn cánh nó sẽ kéo lên. Cái tính năng này hỗ trợ chúng ta khi mà ví dụ như là mình dừng xe, mình tắt máy nhưng mà mình quên vẫn chưa kéo hết kính lên thì mình có thể dùng cái chìa khóa này để điều khiển mà không phải nổ lại máy nữa. Hoặc là ví dụ như mình đỗ xe ngoài trời nóng quá, trước khi mình vào trong xe thì mình sẽ bấm chìa khóa để cho nó hạ hết cả bốn kính xuống để cho cái lượng nhiệt ở trong nó tỏa ra. Đấy là cái chức năng thứ nhất. Cái tính năng thứ hai của cái sản phẩm này đó là nó sẽ biến ba cái phím ở trên cái cụm phím điều khiển lên xuống kính ở cái cánh cửa của ghế lái thành tự động hết, tức là một chạm ấy. Mình bấm một lần thì nó sẽ tự động nó lên xuống kính chứ không phải giữ nữa. Bình thường ở các xe bình thường chỉ có mỗi một phím ở cái cửa của lái xe thôi, còn lại ba cái cánh kia mình phải bấm ở giữ. Thì cái sản phẩm này nó sẽ có thêm cái tính năng đấy nữa. Bây giờ mình sẽ mở cái sản phẩm ra nhé. Đây là cái sách hướng dẫn này, hướng dẫn kết nối gì đấy, nhưng mà rất tiếc là nó toàn bằng tiếng Tàu thôi. Đây chắc là cái thẻ bảo hành. Ở đây, nó là cái bộ này, bộ điều khiển trung tâm của nó đây, toàn tiếng Tàu thôi, chạy điện 12V 10A, nhiệt độ làm việc từ 30 đến 80 độ C, toàn bằng tiếng Tàu thôi. Sản xuất tháng 10 tháng 11 năm 2018, rất là mới. Đây là các cái chân pin của nó. Nó có thêm một cái miếng dán dính, chắc là để cố định cái bóc này trên cái cánh cửa. Còn gì không? Và cuối cùng là cái bộ jack để kết nối. Rất nhiều jack. Cái jack to nhất là cắm vào đây rồi, cắm vào cái bóc này. Còn lại mấy cái jack này chưa biết cắm ở đâu. Rất nhiều đầu jack. Đây là cái cầu chì để bảo vệ mạch 20A. Không biết là cái này đấu vào xe mình có phải trích dây không, mình cũng chưa thử. Rất nhiều dây. Rồi bây giờ mình sẽ mang xuống xe thử lắp cho xe của mình nhé. Xe của mình là Hyundai Sonata. Mình thử lắp cho cái xe này xem nó có chạy.
Bây giờ mình sẽ lắp cái bộ này cho cái xe Hyundai Sonata của mình nhé. Các bạn lưu ý là nếu các bạn lắp cho xe nào thì các bạn chọn mua đúng cái bộ cho xe đấy. Nhà sản xuất người ta sẽ sản xuất cái rắc riêng cho từng loại xe, nên các bạn chọn đúng loại xe này. Cái bộ này cho đúng loại xe này. Bây giờ mình sẽ lắp vào đây. Cái bộ này mình sẽ lắp ở phía trong của cái cánh cửa của người lái này. Đấy, mình phải tháo cái tappy này ra và đặt cái bộ này ở trong đấy. Đây là cái bộ rắc của nó. Cụm rắc màu đen này sẽ là cấp nguồn và điều khiển cái motor này. Thì ở đây nhà sản xuất người ta đã thiết kế sẵn cho cái dòng xe Sonata rồi, mình chỉ cần cắm rắc là được thôi. Đây các bạn rút cái rắc của cái motor này ra, motor lên kính này. Đó. Sau đó mình sẽ đấu cái rắc. Các bạn nhìn hai cái giống nhau. Mình cứ đấu cái rắc của cái thiết bị vào cái motor lên kính nhé. Các bạn chú ý đấu đúng chiều nhé. Đây còn cái đầu cái của nó mình sẽ cắm cái rắc của cái theo xe vào. Đây là cái cầu chì. Cầu chì thì mình không can thiệp gì vào đây. Tiếp theo là cái rắc của cái cụm điều khiển. Thì cái rắc nguyên bản của xe đây. Đây là nó cắm lên cái cụm điều khiển ở trên cái cánh cửa của mình đấy. Để lái xe có thể điều khiển được 4 cánh cánh cửa. Thì mình sẽ rút nó ra và thay bằng cái rắc. Rắc cái của cái bộ sản phẩm này. Đó. Còn cái rắc của nó sẽ cắm lại ngược lại với cái cụm phím điều khiển ở trên cái cánh cửa. Còn cái rắc to nhất này thì sẽ lắp vào thiết bị của nó. Như thế này. Ngoài ra nó còn thừa hai cái dây. Một cái dây màu xám và một cái dây màu tím. Mình sẽ phải chích với hai cái dây ở trên cái bó dây này. Bỏ cái băng dính này ra. Cái dây màu tím này mình sẽ đấu chung với cả cái một cái dây xám. Cái dây màu xám này hơi khó nhìn một chút nhưng mà các bạn cứ nhớ là cái dây màu xám của cái theo xe. Còn cái dây màu xám của thiết bị này thì các bạn sẽ đấu với cái dây màu trắng như này. Mình sẽ dùng cái nhựa đấu dây này cho đỡ phải chích dây.
Đây cái dây màu xám. Mình luồn cái dây này vào. Đó, đậu như thế. Sau đó các bạn lấy kìm bóp cái phần sắt này để nó phập vào hai cái dây là được. Các bạn đấu như thế này, dây màu xám thì đấu vào dây màu trắng, còn dây màu tím thì đấu vào dây màu xám của xe. Như vậy giờ mình sẽ bó lại cái này nè. Cái giắc còn lại của thiết bị cắm vào cái phím điều khiển trên cánh cửa và đi dây gọn vào thôi. Tất cả nó đều là cái giắc đấu hết, không phải chích, chỉ trừ hai cái sợi này là mình phải chích thôi. Như vậy là mình đã thi công xong rồi. Bây giờ mình thử cái tính năng của nó nhé. Đầu tiên là mình tắt máy nhưng mà quên chưa kéo hết kính lên này. Mình sẽ bấm khóa và bốn cửa kính nó sẽ tự nó kéo lên. Mình sẽ bấm phím lock này. Đấy, kính nó tự kéo hết lên này. Trong trường hợp mình khi mà dừng xe mình quên chưa hết kéo hết kính lên, khi bấm khóa thì nó sẽ tự nó kéo hết lên. Cái chức năng tiếp theo đó là cái bốn cái phím này nó sẽ thành một chạm hết. Mặc định theo xe thì chỉ có mỗi một cái phím ở cái cửa của người lái này là tự động thôi, một chạm thôi, còn lại ba cái phím này là không phải một chạm, phải giữ. Bây giờ thì mình lắp cái bộ kia vào thì nó sẽ thành tất cả đều thành một chạm hết. Giờ mình thử cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lên kính này, cũng một chạm hết. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách lắp cái bộ lên kính tự động cho cái xe Hyundai Sonata này. Các bạn có thể tự mua về và lắp theo cái hướng dẫn của mình, tùy theo loại xe. Các bạn nhớ là chọn đúng cái loại xe của mình nhé, đúng cái thiết bị cho loại xe của mình. Tại vì nó có cái giắc đấu cho từng loại xe đấy luôn. Clip của mình dừng ở đây. Các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh để được xem những video mới hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công.